Ô tô cũ Đoàn Nghị có địa chỉ đặt tại thôn 1, xã Bắc Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trong buổi chiều ngày hôm nay em lại tiếp tục lên sóng một mẫu xe Livila Lissan có năm sản xuất 2012, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.8. Con này thì mang biển kiểm soát 23A05850, một mẫu xe tên tư nhân chính chủ biển Hà Giang. Một mẫu xe Livila Lissan mang thương hiệu Nhật Bản, một mẫu xe đăng ký 7 chỗ ngồi, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng bệnh, đúng chân cái mẫu xe này, nhấc máy lên luôn alo cho em theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em bằng cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Một mẫu xe Livila Lissan mang thương hiệu Nhật Bản, mang phiên bản số sàn, mang khối động cơ 1.8 này, hiện đang có tại cửa hàng ô tô cũ Đoàn Nghị. Bên em là đơn vị chuyên mua bán, trao đổi, ký gửi và tất cả những cái dòng xe ô tô cũ như từ 2 đến 8 chỗ ngồi. Vậy thì bác nào mà mua xe cũng như bán xe hãy cứ nhấc máy lên alo cho em hoặc đến trực tiếp bãi xe của em. Đấy, để được trải nghiệm tất cả những mẫu xe hiện đang có tại cửa hàng và những mẫu xe vừa mới cập đến cửa hàng các bác nhé. Đấy, sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống cốp sau xe các bác này. Vâng, đây là phần hệ thống cốp sau xe các bác nhé. Đấy, cốp của nó đây. Đấy, tất cả những cái hệ thống đinh tán răng giật các bác này. Đấy, nguyên đài nguyên kiện các bác nhé, nguyên đài nguyên kiện luôn. Đấy, một mẫu xe đấy, thương hiệu Nhật Bản 7 chỗ ngồi mà giá tiền chỉ với 206 triệu đồng thôi. Đấy, chỉ với 206 triệu đồng các bác đã sở hữu mẫu xe Lissan. Vâng, Lissan Livila đấy, thương hiệu của Nhật Bản các bác nhá. Đấy, dòng Lissan thì máy móc của nó rất là lành luôn, rất là ổn định các bác nhá. Đấy, các bác xem phần tổng quan hệ thống của lắp cốp của xe các bác này. Đấy, con này thì đã được độ lên trần 3D chống nóng các bác nhá. Đấy, trần 3D chống nóng các bác này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này alo cho em. Đấy, anh em đi 5 người thì gấp hàng ghế thứ ba lại thì làm khoang đựng đồ của nó này. Rất là rộng rãi các bác nhá, khoang đựng đồ rất là rộng rãi luôn. Đấy, hệ thống cốp đây. Đấy, rất là ok các bác nhá. Đấy, cốp xe các bác nhá. Đây, đây có cả hộp đựng đồ các bác này. Đấy, hộp đựng đồ và lớp sô cua nằm bên dưới đây các bác nhá. Đây các bác xem này. Đấy, lớp sô cua các bác này. Đấy, phần sàn của xe này. Đấy, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, kích trong đầy đủ các bác này. Đấy, kích trong đầy đủ các bác nhá. Đấy, bác nào mà mua mẫu xe này về thì chỉ việc đổ xăng và sử dụng thôi. Đấy, sàn xe này. Đấy, rất là ok luôn. Đấy, gấp hàng ghế thứ ba lại là thì làm khoang đựng đồ thì rất là rộng rãi các bác nhá. Đấy, tất cả những cái nhựa ốp cột này. Đấy, còn rất là đẹp các bác nhá, còn rất là đẹp luôn. Máy gầm thì lại chất khôn số ngọt. Sau đây em sẽ tiến vào phần gầm của xe cho các bác xem nhé. Vâng, đây là phần hệ thống gầm của xe các bác này. Đấy, gầm bệ của nó rất là chắc chắn các bác nhé. Đấy, gầm bệ rất là chắc chắn luôn. Đấy, một mẫu xe sơn si thì màu vàng cát, biển kiểm soát thì Hà Giang. Vâng, đấy, biển vùng cao thì không sợ và không bao giờ bị sợ ngập nước các bác nhé. Cặp đèn thanh của xe các bác này rất là đẹp luôn. Đấy, rất là sáng bóng đều nhau các bác nhé. Hệ thống lốp dép của đằng sau bên bên lái các bác này. Đấy, lốp dép này, bác xem hệ phần lốp dép này. Lốp dép thì khá là dày dặn luôn các bác nhá. Tất cả những cái cua lốp này. Đấy, tất cả phần cua lốp các bác nhá. Đấy, không hề có hiện tượng mục mọt luôn. Phần hệ thống bệ bậc lên xuống này. Đây là phần táp ly cánh cửa này. Đấy, táp ly của cánh cửa của đằng sau bên lái các bác nhá. Âm thanh thì rất là hay luôn. Đấy, táp ly thì vẫn còn gai sần các bác này. Tất cả hệ thống khung cánh cửa các bác này. Đấy, các bác xem và cảm nhận một mẫu xe Livila Lissan 7 chỗ ngồi. Đấy, đời 2012 mà giá tiền chỉ với 206 triệu đồng. Bên em có bao rút hồ sơ. Đấy, cũng như có cả hỗ trợ vận chuyển trên mọi miền tổ quốc cho các bác. Đấy, tất cả nội thất này. Các bác xem nội thất thì tươi rói các bác nhé. Đấy, nội thất tươi rói luôn. Tất cả hệ thống cột kèo và đinh tán của xe. Đấy, cột kèo đinh tán zin các bác nhé. Đấy, cột kèo đầu đít zin luôn. Đấy, một mẫu xe Livila Lissan. Vâng, một mẫu xe thương hiệu Nhật Bản sản xuất 2012. Đấy, với giá tiền chỉ với 206 triệu đồng.
Vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này alo cho em. Đấy, các bác xem và cảm nhận các bác này. Phần táp ly cánh cửa này, táp ly của cánh cửa của đằng trước bên lái các bác nhá. Đấy, bảng tổng này, bảng tổng của gương kính chỉnh điện các bác nhá. Đấy, tất cả những hệ thống cung cánh cửa này. Đấy, cung cánh cửa các bác nhá. Đó, rất là đẹp luôn. Phần keo chỉ của xe này. Đấy, táp ly này, rất là đẹp các bác nhá. Đấy, táp ly rất là đẹp, vẫn còn gai sần luôn. Đấy, mẹ bật lên xuống các bác này. Đấy, những cái ốc ác bản đề này. Đấy, ốc ác bản đề các bác nhá. Đấy, hệ thống cột kèo và đinh tán của xe các bác này. Đấy, cột kèo. Đấy, cột kèo đinh tán các bác nhá. Zin nguyên bản luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Nguyên đai nguyên kiện luôn. Một mẫu xe phải nói nó rất là đẹp luôn. Đấy, 7 chỗ ngồi. Đấy, đời cao mà giá chỉ với 206 triệu đồng thôi. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này nhấc máy lên luôn alo cho em. Phần hệ thống bô lăng của xe các bác này. Đấy, bô lăng của nó là bô lăng 3 chấu các bác nhá, trang bị hai túi khí an toàn. Một cho người lái với một người ngồi bên phụ các bác nhá. Con này thì đã được độ lên đề lỗ start top các bác này. Đấy, để độ lên đề lỗ start top các bác nhá. Đây em sờ cái lỗ ngay các bác này. Đấy, sờ cái lỗ ngay các bác nhá. Đấy, xi nhan báo rẽ này. Đấy, hoạt động rất là trơn tru. Phần gạt mưa này các bác này, ok các bác nhá. Phần hệ thống táp lô của xe này. Đấy, tất cả cái nhựa ốc cột này. Đấy, khít khít các bác nhá, hai bên này. Đó, trần của nó là trần 3D chống nóng các bác nhá. Trần 3D chống nóng các bác này. Hệ thống chắn nắng này. Đấy, chắn nắng hai bên đầy đủ các bác nhá. Hệ thống gương chiếu hậu này. Đấy, phần kính lên xuống các bác nhá. Đó, hoạt động rất là trơn tru. Đó, rất là ok các bác nhá. Đó, bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này mua về thì sử dụng thì rất là yên tâm luôn. Đấy, gương chỉnh điện các bác này. Đấy, 4 chiều các bác nhá. Đó, hoạt động rất là trơn tru các bác nhá. Đấy, tất cả những cái phím điều hòa các bác này. Hệ thống quả số này, phanh tay này, phần bệ tì tay này. Đấy, màn hình này. Đấy, điều hòa thì rất là mát luôn. Đấy, mà giá thì rất là rẻ các bác nhá, chỉ với 206 triệu đồng mà đời 2012 luôn. Đấy, đời cao các bác nhá, đời cao mà giá thì rất là rẻ luôn. Đấy, âm thanh cực là hay luôn các bác nhá, âm canh thanh thì cực là hay luôn. Đấy, sau đây em sẽ tiến vào phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy cho các bác xem và tham khảo một mẫu xe Livilla Lissan mang thương hiệu của Nhật Bản, mang phiên bản số sàn. Khối động cơ con này thì nó là 1.8 các bác nhá, 1.8 máy xăng. Vâng, đây là phần hệ thống tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Livilla Nissan. Vâng, mang thương hiệu Nhật Bản, mang phiên bản số sàn. Máy móc này, máy của nó lổ rất là êm luôn các bác nhá. Máy lổ rất là êm các bác này. Máy đang lổ các bác nhá. Đấy, máy lổ tròn tan luôn. Vâng, giá thì rất là rẻ. Một mẫu xe phải nói là ngon bổ và rẻ các bác nhá. Đấy, mẫu xe đấy, gần Livilla Nissan sản xuất 2012, mẫu xe phải nói là ngon bổ và rẻ các bác nhá. Đấy, ngon bổ và rẻ luôn. Đấy, giá thì chỉ có 206 triệu đồng thôi. Đấy, cái ống nước phụt kính nó bị phụt các bác này. Đấy, em sẽ lắp vào các bác nhá. Đấy. Đấy, máy móc này khô ráo sạch sẽ các bác nhá. Đấy, rất là ok luôn. Lỗ rất là êm. Tất cả hệ thống kinh tán dàn dập các bác này. Đấy, kinh tán dàn dập các bác nhá. Nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, nguyên đai nguyên kiện các bác nhá. Phần hệ thống hộ giảm sóc này. Đấy, ốc ác này các bác này. Đó, máy
máy thì rất là chất luôn. Máy thì cổ đang các bác nhá, không hề có một chút chỉ dầu nào luôn. Đấy, máy không hề có một chút chỉ dầu nào các bác nhá. Đấy, vậy thì bác nào mà quan tâm đến mẫu xe này, alo cho em. Đấy, alo trực tiếp cho em các bác nhá. Đấy. Rất là ok các bác này, máy con này rất là chất luôn. Đấy, tổng quan của động cơ khoang máy của chiếc Livilla Lissan sản xuất 2012. Đấy, mang thương hiệu Nhật Bản. Đấy, số sàn. Hệ thống tổng quan của lắp cabo các bác này. Đấy, các bác xem tổng quan của lắp cabo các bác nhá. Các lỗ của nó tròn, không hề có hiện tượng mõm méo này. Đó, rất là ok các bác nhá. Đấy, tên tư nhân mà biển Hà Giang. À, vâng, một mẫu xe phải nói là rất là đẹp luôn. Sơn xi thì màu vàng cát rất là hot, mà giá tiền chỉ với 206 triệu đồng. Đấy, mẫu xe phải nói là ngon bổ và rẻ các bác nhá. Đấy, ngon bổ và rẻ luôn. Đấy, một mẫu xe này sơn xi thì sáng bóng các bác nhá. Con này thì đã được độ lên đèn bi này. Đấy, đèn bi siêu sáng các bác nhá. Đấy, la ra đúng 4 bánh này. Đấy, các bác xem la ra đúng 4 bánh các bác này. Đấy, lốp dép này. Lốp dép thì rất là dày dặn các bác nhá, rất là dày dặn luôn. Đấy, rất là ok các bác nhá. Đăng kiểm của em nó còn đến tháng 1 năm 2023. Vâng, còn đến tháng 1 năm 2023 các bác nhá. Đây là phần hệ thống táp ly cánh cửa của đằng trước bên phụ các bác này. Đó, táp ly cánh cửa các bác này. Đấy, táp ly thì vẫn còn gai sần rất là đẹp các bác nhá. Đấy, tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa này. Đấy, khung cánh cửa các bác nhá. Những cái ốc ác bản nề này. Đó, vậy bật lên xuống các bác nhá. Đấy, tất cả hệ thống cột kèo của xe này. Đấy, cột kèo các bác nhá, cột kèo đinh tán này, nguyên đai nguyên kiện luôn. Đấy, cột kèo đinh tán zin các bác nhá. Nội thất thì rất là tươi. Vâng, táp ly cánh cửa thì vẫn còn gai sần luôn. Đấy, tất cả những cái hệ thống khung cánh cửa các bác này. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy, 7 chỗ ngồi mà giá tiền chỉ với 206 triệu đồng. Đây là phần hệ thống táp ly cánh cửa của đằng sau bên phụ các bác nhá. Đấy, những cái táp ly cánh cửa này vẫn còn gai sần. Đấy, phần khung cánh cửa các bác này. Đó, khung cánh cửa các bác nhá, không hề có một chút mục mọt nào luôn. Đấy, ốc ác bản đề. Phần hệ thống bệ bậc lên xuống này. Đấy, tất cả những cái khung cánh cửa các bác này. Đó, rất là ok các bác nhá. Đấy, táp ly thì lép như là soli luôn. Đấy, nội thất thì rất là tươi. Đấy, nội thất tươi rồi nói các bác nhá. Đây là phần hệ thống của lốp của đằng sau bên lái các bác này. Ở bên phụ các bác nhá, lốp đằng sau bên phụ này. Đấy, tất cả hệ thống cua lốp này. Đó, không hề có một chút mục bọt nào luôn. Đấy, sơn chi thì màu vàng cát, lép căng luôn các bác nhá. Đấy, lép như là soli luôn. Đấy, tay lắm mở cửa thì đã được ốp inox mạ chrome, chân kính và bè mưa đầy đủ luôn. Một mẫu xe 7 chỗ ngồi, đời cao mà giá chỉ với 206 triệu đồng. Vậy thì bác nào mà đúng màu, đúng mệnh, đúng chân cái mẫu xe này, nhấc máy lên luôn alo cho em nghe theo số điện thoại 0964656865 hoặc 0979709565. Bác nào mà xem video của em hãy nhớ ủng hộ em một cách like và đăng ký kênh, chia sẻ giúp em để được cập nhật những mẫu xe mới nhất mà em đưa lên. Và xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn những video lần sau.